mình. Và hôm nay thì hai tụi mình và ba mình sẽ chúc mừng sinh nhật mẹ mình nha các bạn. À, ok, gia đình nhỏ mình sẽ tổ chức một cái buổi tiệc nhỏ để mừng sinh nhật mẹ. Happy birthday, chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ cảm ơn bố. Chúc mẹ lúc nào cũng mạnh khỏe nè, xinh đẹp, trẻ trung và luôn yêu thương gia đình nhỏ mình, hạnh phúc trong gia đình nhỏ mình. Tụi con chúc mừng sinh nhật mẹ ngay. Mẹ nhân dịp sinh nhật mẹ, con chúc mẹ luôn xinh đẹp, mạnh khỏe, hạnh phúc trong gia đình nhỏ của tụi con. Ai muốn coi chúc mừng sinh nhật mẹ. Nhân dịp sinh nhật mẹ, con chúc mẹ càng ngày càng xinh đẹp và khỏe mạnh, hạnh phúc trong gia đình. Đây, vỗ tay. Thôi bây giờ mẹ thắp nến, mẹ hồi mẹ dở cho mẹ thắp nến này. Rồi mẹ thắp nến lên, mẹ thắp nến lên. Rồi cả nhà mình cùng hát nè. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Giơ tay. Rồi sau đây là mẹ sẽ ước. Rồi, mẹ thổi nến. Cả tay. Rồi, mình cho bạn đi lên ra, mình cho bạn đi lên. Rồi, tiếp theo chương trình. Sau đây là Minh Khoa sẽ tặng quà sinh nhật cho mẹ. Bây giờ Minh Khoa tặng cho mẹ trước đây. Mẹ. Ê, con nói nhân dịp sinh nhật mẹ, con tặng mẹ món quà. Chúc mẹ luôn may mắn và thành công trong công việc, hạnh phúc bên gia đình nhỏ mình. Nói lại, nói lại. Hai ba. Nhân dịp sinh nhật mẹ, con tặng mẹ món quà nhỏ làm kỷ niệm và hạnh phúc bên gia đình nhỏ mình. May mắn và thành công trong công việc nữa. Đây, Minh Quân. Nhân dịp sinh nhật mẹ, con tặng mẹ một món quà. Và luôn hạnh phúc bên gia đình mình. Sau đây là mẹ sẽ nói lời cảm ơn đến cả gia đình. Mẹ rất là vui và hạnh phúc khi được ba bố con tổ chức cho mẹ một bữa tiệc rất là vui, rất là hạnh phúc. Mẹ cảm ơn hai bố con. Mẹ rất là xúc động, bồi hồi nên là không nói nên lời luôn. Và bây giờ sau đây là mẹ sẽ khui quà hôm nay. Đây, là quà cận cảnh khui quà nha. Rồi, sau đây xin mời mẹ khui món quà đầu tiên. Món quà này là tiền lì xì của con dành tặng cho mẹ. Lì xì. Xem đó là cái gì. Wow, đó là một túi sách nhỏ mini rất là dễ thương. Hiệu là gì? Juno các bạn ơi, vỗ tay. Mẹ cảm ơn ơi, mẹ cảm ơn Minh Khoa đi. Cảm ơn con nhiều ha. Các bạn chụp hình, đứng lại bên chụp hình Minh Khoa nè, Minh Khoa với mẹ nè. Mẹ ơi, mẹ có thích món quà này không? Mẹ ơi, mẹ có thích món quà này không? Thích, rất là thích luôn. Sao con biết mẹ thích cái này mình mua? Từ lúc vô tiệm con đã thấy mẹ để ý cái này rồi. Rồi, ok. Mẹ rất là hạnh phúc luôn rồi. Bây giờ xin mời mẹ khui món quà của anh hai. Wow, món quà của anh hai nó bự vậy. Mà cũng là một cái túi sách các bạn ơi, một cái túi sách hiệu Juno luôn. À, mẹ mở ra bên trong thôi, có cái gì đó không? Mẹ bự quá mà không có gì. Có gì không anh hai? Có cái gì không? Wow, mới tin luôn, mới kiên xe biên luôn. Ôi, không có gì hết, giấy không à. Cái đó mẹ, cái dây à, cái dây. À, dây. Một cái túi sách vàng cao cấp hiệu Juno. Juno Juno nha các bạn.
Rồi, chúc mừng mẹ. Anh hai hỏi mẹ, anh hai hỏi mẹ cảm nghĩ gì? Mẹ có cảm nghĩ gì về lời của con vậy? Đẹp, rất là đẹp. Mẹ cảm ơn con. Cảm ơn con nhiều ha. Sao anh Thọ mình tặng cái món quà bự dưới mà mình tặng cái món quà chưa bằng 1/3 của nó nữa. Của con vẫn đẹp, của con đẹp mà. Một cái nó khác đẹp, khác nhau mà. Ok, và sau đây là ba sẽ tặng cho mẹ một món quà tinh thần. Anh đi sinh nhật em với cây đàn guitar. Anh đi sinh nhật em không bánh hoa không hoa. Anh đi sinh nhật em chỉ có vài tình ca. Bánh, nhưng mà trước tiên cắt bánh từ từ đã mẹ. Mẹ chụp lại cái bánh kia này đẹp quá các bạn ơi. Mẹ chụp lại cái bánh kia này đó. Quá đẹp luôn. À, sau đây mẹ sẽ cắt bánh kem để mời mọi người cho. À, mẹ cắt bánh kem đi. Vừa ăn vừa coi tivi nha các bạn. Nha. Chữ happy birthday đẹp quá. Nó lóng là lóng lánh luôn á. Rồi mẹ cắt đi. Các bạn ơi, cái chữ happy birthday này nó lóng là lóng lánh luôn nè các bạn thấy không? Đằng sau nó cũng vậy luôn à. Mình rút cái số này. Xuống lấy dĩa con. Mẹ dỡ lên, mẹ dỡ lên. Mời các bạn ăn nha. Mình sẽ ăn tiền tại vì mình là thích tiền. Nó là vị sô-cô-la. Nhưng mà mình không thích ăn béo. Mà sô-cô-la là sô-cô-la béo. Cho nên là mình cứ ăn một con cá, mình ăn một con hảo quá. Uống sao ta, lạc sao ta. Tất cả em làm cho ta gợi ý nè. Em mọi người biết cái bán không nhỏ. Uống cái bán lạc sao ta, cái bán lạc sao đi ông ơi. Ôi, con này. Xin lời người lắc. Mời các bạn ăn bánh kem nha. Đặt tên này tên Lam. Ủa ông ơi. Ủa. Ôi. Thiệt luôn, cái đứa lại thôi. Nó có cái cây gắm nè. Thì có cái bán vậy. Nó có cái cây gắm nè các bạn. Các bạn ăn bánh kem các bạn nhớ để ý nha. Tại vì nó có một cái cây gắm. Dạ. Tên là bí đỏ. Bạn còn muốn gặp lại bản thân của 10 năm sau không? Thật sự. Tốt 10 năm sau bạn thế nào? Không có vui. Có tên cái cần cái dĩa nó thì đổ. Tại chứ em mà không. Cái này ăn được không mẹ? Được. Có con em hả? Được ăn ăn. Có đối xử tốt với tôi đâu. Sao tốt. Bạn ăn miếng hả? Vừa sẽ vừa. Nó tiền đô, nó tiền đô. Sô cô la mà là bằng tiền đô luôn các bạn. Giấy phù. Giấy phù. Giấy phù. Anh em gửi tiếp đã. Tặng em miếng hoa nè. Ngon quá. Ừ. Hả? Hả? Em ăn miếng hoa hả? Ngon quá. Ngon, béo. Này, béo hả? Cái hoa nó béo vậy hả? Ăn cá luôn, ăn luôn nhớ. Kìm á. Con béo nhiều con khó á. Miếng hoa nè các bạn. Ăn cá nè các bạn. Họ đã tiếp về cái hạt tình trạng. Anh bắt đầu thực hành chạy nhanh nhất của nó.
Bánh hồng chua này ăn nó không có ớt mà nó kia. Dớt như kìm vào chồng, con kìm hầm. Béo quá. Hai miếng thôi, ăn nhiều không? Không để ăn góc lên, em mai mình cho mọi người nó. Ừ? Cắt trong góc mà. Ăn không hết luôn. Hai chia sẻ cho mọi người ăn. Ăn hết rồi. Ăn miếng. Bánh hành ngon. Bánh ngon. Nó làm kiểu hoa mới à? Trong chuyện cô bé quả khăn đỏ thì cô bé đã đeo khăn màu gì để đi gặp bà ngoại? Nay thì màu đỏ như khăn của ta ra. Hoa quá. Các khúc này thôi. Đăng ký thì nổi tiếng như sở biết. Rồi mình biết kem. Còn nói nha. Cái này chia sẻ thì không màu gì này. Các bạn hãy nghe kỹ câu hỏi trước khi trả kem. Ừ luôn. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mà nên làm cái quái gì vậy hả? Ngon quá. Ơi chết tiệt. Bánh ngon. Sao mẹ ăn tiền hả? Béo lắm, mẹ không ăn nổ đâu, béo lắm. Chết tiệt, quá hình cái đấy. Chết tiệt vậy. Cái đồng tiền không biết vẽ bằng cái bút gì nữa. Quái gì vậy hả? À, bút thôi. Mẹ có ăn cái khúc cá kem này béo. Còn lắm luôn. Đừng có béo hết. Hả? Béo mẹ. Con có tốt nhiều rồi. Mà video của mình hôm nay cũng đã hết rồi. Nếu các bạn nào thấy video này hay thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ nha. Bye bye. Ủng hộ Vương Minh Kho TV nhé các bạn. Bye, chào tạm biệt các bạn. Bye.